8 món đồ cực linh giúp cho gia chủ trúng số độc đắc, tiền bạc ùn ùn kéo về, đổi đời sau một đêm. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, theo các chuyên gia về phong thủy ấy, thì khi chúng ta đặt những vật dụng linh thiêng và may mắn này ở trong nhà, thì những cái thứ này sẽ trở thành cái bùa hộ mệnh, giúp cho gia chủ nâng cao được cái tài vận. Vượng khí thì hanh thông và vạn điều được suôn sẻ. Tuy nhiên thì có nhiều người chỉ quan tâm đến cái mặt hình thức và thẩm mỹ hay là cái bố cục bên ngoài mà không quá để tâm đến cái ý nghĩa phong thủy sâu sắc của từng vật dụng đó. Trong chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn những cái đồ vật nó mang linh khí giúp cho gia chủ thu hút được cái tài lộc, thu hút được cái may mắn và thu hút được cái sự bình an. Và sau đây là 8 cái món đồ cực linh sẽ mang lại cái tài lộc cho gia chủ mà người giàu luôn âm thầm đặt trong nhà. Thứ nhất là đồng xu tiền ngũ đế. Thì cái đồng xu ngũ đế có tác dụng thu hút cái tài lộc cho gia đình. Khi mà tài chính tăng lên ấy, thì tâm trạng của con người thì nhờ đó cũng được cảm thấy thoải mái hơn và gì vui vẻ hơn trước. Bạn có thể treo một giải sâu tiền ngũ đế ở trên tường, hay là có thể đóng khung nó vào, hoặc là các bạn treo ở cái vị trí tài lộc, hoặc là gì treo ở bất cứ một chỗ nào, trên bàn làm việc, trên bàn trà, hoặc là gì trên giá sách. Treo những đồng tiền này chéo nhau và dùng một cái sợi dây màu đỏ để kết nối chúng lại với nhau. Sau đó treo lên trước cửa nhà, trước cửa ra vào. Thì với cửa chính thì người ta thường dùng là 9 đồng tiền xu hoặc 6 đồng tiền xu. Thì với những cái cửa còn lại thì treo số lượng ít hơn. Theo quan niệm phong thủy thì làm như vậy sẽ giúp giữ được tiền bạc cho gia chủ. Tóm lại, cái đồng xu ngũ đế thì được coi là một trong những cái tín vật để bảo vệ, giúp mang lại cái sự may mắn và bình an cho gia chủ. Các bạn nên kết hợp chúng với những cái món đồ phong thủy khác để có thêm được cái sự bình an và may mắn, cũng như là thu hút được cái tài lộc cho gia đình nhà mình. Thông thường thì các doanh nhân hoặc là các chủ hộ kinh doanh ấy, thì thường để một chuỗi sâu tiền treo một cái dây đỏ ở trong ví, hoặc là ở treo trên bàn làm việc, trên bàn bát thờ thần tài, để vừa mang lại cái sự may mắn và bảo vệ cái sự bình an cũng như là thu hút cái tài lộc cho gia chủ. Thứ hai là nút thắt vô tận. Cái nút thắt vô tận hay còn gọi là nút là vô tận kết bồ. Thì các nút thắt vô tận là một trong những cái bùa may mắn mà sử dụng nhiều nhất trong phong thủy trong cái thời phong kiến. Theo quan niệm của người xưa thì với cách thắt của cái nút thắt này thì là không có điểm đầu và cũng không có điểm kết thúc, đại diện cho một dòng chảy là hài hòa của cái năng lượng tốt lành, và nó sẽ không bị gián đoạn bởi bất kỳ cái thất bại hay là cái tai nạn hay là cái vẻ bất hạnh nào. Cái vẻ đẹp hài hòa của nút thắt vô tận thì tượng trưng cho cái sự may mắn trong tình yêu, trong hôn nhân và trong cái tài lộc trong cuộc sống. Thì người ta tin rằng khi mà mang theo cái nút thắt vô tận bên mình thì nó sẽ giúp cho các bạn mọi sự sẽ được hanh thông, may mắn. Nhờ đó mà các bạn luôn cảm thấy cái sự bình an trong tâm hồn. Thứ ba là cóc ba chân ngậm tiền vàng. Theo các chuyên gia phong thủy thì gia chủ có thể thu hút nhiều cái tài lộc vào nhà mình hơn bằng cách sử dụng cóc ba chân ngậm cái đồng tiền xu trên miệng. Cái linh vật tốt lành này sẽ giúp cho mang lại cái may mắn cho gia đình. Cóc thiềm thừ hay là cóc ba chân, cóc ngậm tiền ấy, thì là một trong linh vật chiêu tài thứ hai sau tỳ hưu. Thì cái linh vật tốt lành này sẽ mang lại cái may mắn cho gia chủ. Khi mà đặt cóc tài lộc trong nhà thì gia chủ có thể đặt ở bất kỳ góc nào. Với cóc ba chân, cóc tài lộc ấy, thì quý vị có thể đặt ở trên bàn thờ thần tài, hoặc đặt ở vị trí tài lộc. Cũng có thể đặt những cái vị trí như từ ngoài ở những góc nhà hướng vào trong nhà để gì mang lại cái hiệu quả tốt nhất. Và để cóc phát huy công dụng tốt nhất thì nên đặt ở cái góc trong nhà và hướng vào giữa nhà để gì nhả tiền, thu hút lại cái tài lộc, mang lại tiền tài cho gia chủ. Mặt khác thì gia chủ có thể đặt cóc tài lộc ở dưới bàn, đằng sau những chiếc ghế dài, hoặc là trong các khu vực kín đáo khác ở trong nhà để cóc có thể mang lại cái may mắn và tài lộc cho gia chủ. Nhưng cũng cần lưu ý là không nên để cóc cho phòng ngủ. Thứ tư là tỳ hưu. Tỳ hưu là một trong những cái linh vật được lựa chọn hàng đầu để chiêu tài trong phong thủy. Tỳ hưu không chỉ mang lại tiền bạc vào nhà mà còn giúp cho công danh sự nghiệp của gia chủ được tấn tới và mang lại cái sự bình an lâu dài. Tỳ hưu là linh vật không có hậu môn, và người xưa cũng quan niệm rằng đó là gì, có vào mà không có ra, cũng như tiền tài danh vọng chỉ có thêm mà không có bớt. Ngoài ra, khi mua tỳ hưu, gia chủ nên chú ý, muốn công danh tài giỏi thì nên chọn tỳ hưu có sừng, có cánh, mông nhỏ và gì, cao thuôn. Muốn cầu sức khỏe, cầu bình an thì chọn tỳ hưu có râu, mông thuôn và không có cánh, để sức khỏe bình an không bị bay mất. Và thứ năm là thuyền buồm cho phong thủy, tượng trưng cho sự giàu có. Theo nhiều câu chuyện từ xa xưa trở về sau ấy, thì những cái cuộc chinh phạt khác nhau, các con tàu mang đầy ắp của cải và đồ đạc cập bến cảng với cái sự gieo hò của rất nhiều người. Cũng vì thế mà con tàu mang đến cái hình ảnh của việc là chở đầy cái của cải, biểu tượng cho sự giàu có và sự sung túc. Vì thế mà một con tàu nhỏ đặt trên bàn làm việc cũng mang rất nhiều cái ý nghĩa
cho bạn. Bạn nên đặt con tàu hướng theo cái hướng ngược lại của cửa ra vào, với hàm ý là để con tàu mang lại nhiều của cải đến gia đình, tránh để con tàu hướng ra ngoài. Ngoài ra, khi đặt tàu hoặc thuyền phong thủy thì các bạn cũng nên đổ đầy tiền xu vào con tàu, biểu tượng cho con tàu chở những cái kho báu khổng lồ đến với gia đình của các bạn. Thứ sáu là kho vàng bạc hoặc là lọ phong thủy. Theo phong thủy, gia chủ có thể tự tay làm một kho báu vàng trong nhà để đón nhận cái vận khí may mắn. Trong cái kho báu này thì gia chủ có thể đặt những cái thỏi vàng giả hay là đặt những viên ngọc có nhiều màu sắc để biểu trưng cho cái tài lộc được tập trung tại ngôi nhà của các bạn. Kho báu phong thủy này sẽ mang lại đến cái một nguồn năng lượng tài lộc dồi dào, và nếu được đặt ở khu vực sinh hoạt chung ấy, nó sẽ giúp thu hút nhiều của cải và cái vận may cho đến trong ngôi nhà của các bạn. Để có kết quả tốt nhất thì hãy đặt ở khu vực phía tây hoặc phía tây bắc hoặc phía bắc cái khu vực của phòng khách hoặc là phòng bếp, và tự tay bạn cũng có thể tạo ra được một chiếc lọ phong thủy của mình. Chiếc lọ phong thủy này cũng sẽ chứa những cái vật phẩm quý giá của bạn và được đậy nắp lại. Một lưu ý quan trọng là cái lọ này thì quý vị không nên để hở. Thứ bảy là tranh cá chép. Theo các nhà phong thủy thì dưới bàn ăn nên đặt tranh cá chép, bởi đây là hình tượng cho sự may mắn và gì dồi dào cái tài lộc cho gia đình. Ở trong phong thủy, sau hai linh vật chiêu tài là tỳ hưu và thiềm thừ thì cái chép được xem là một trong những linh vật có khả năng là chiêu cái kim tiền cho gia đình, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho gia chủ. Với cái hình ảnh cá chép ngậm ngọc ấy, thì nếu mà đặt hình ảnh cá chép trong phòng ăn ấy, sẽ giúp cho gia đình gặp nhiều cái may mắn, gia đình thuận hòa và mọi việc thì được thuận lợi và hanh thông. Thứ 8 là cây kim tiền. Cây kim tiền biểu trưng cho sự thịnh vượng. Theo các chuyên gia phong thủy thì kim tiền là loại cây đặc trưng cho sự thịnh vượng, với cái lá có hình giống như trái tim và có mùi thơm mát. Cây kim tiền là loại cây tốt lành nên được đặt trong nhà. Cây kim tiền biểu trưng cho sự tăng trưởng rất tốt cho con đường về tài lộc. Gia chủ nên đặt cây này ở khu vực phía đông nam của ngôi nhà, đó là góc phổ biến để kích hoạt cái tài lộc và may mắn tiền bạc đến với gia chủ. Cây kim tiền cũng có thể được đặt ở phía đông hoặc là phía nam. Cây kim tiền ấy, thì các bạn nên đặt ở trong phòng khách, phòng làm việc cũng như là ban công. Có một điều cần lưu ý là các bạn không nên đặt cây kim tiền trong phòng tắm hoặc là phòng ngủ. Đấy. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị bỗng nhiên cảm thấy mọi cái xui xẻo trên thế giới nó bỗng nhiên đổ dồn đến bản thân mình? Và đôi khi chỉ trong một cái khoảng thời gian rất ngắn, những điều này sẽ cảm thấy bạn bị suy sụp, giống như là bị dồn chân vào cái đường cùng, bị sao quả tạ nó chiếu vào mình. Tuy nhiên, theo quan niệm phong thủy học, không có điều gì mà tự dưng xảy đến với mỗi người chúng ta. Và nguyên nhân của những cái chuyện không may mắn đó rất có thể là do những cái đồ vật xui xẻo mà các bạn để trong nhà nó mang lại. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để tránh rước cái vận xui vào bản thân mình. Thứ nhất là để đồng hồ chết trong nhà. Đồng hồ là biểu tượng của cái thời gian. Một trong những cái đại kỵ trong phong thủy chính là này, để đồng hồ chết ở trong nhà trong một khoảng thời gian dài. Theo quan niệm dân gian thì cái đồng hồ nó tượng trưng cho cái thời gian, tượng trưng cho thời gian, tượng trưng cho sự sống. Nó mà chết đi với hàm nghĩa là mang lại cái sự mất mát, không may mắn cho gia chủ cũng như là của mọi người trong gia đình. Thứ hai là cây xương rồng. Việc bày biện cây xanh là cái cách để tạo cái phúc khí tốt lành. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng phù hợp để trang trí trong nhà. Theo phong thủy, trồng cây xương rồng trong nhà hoặc là trên trong văn phòng ấy, thì cây xương rồng có nhiều gai, sắc nhọn, tạo ra những cái năng lượng xấu, tạo ra những cái sát khí, có thể gây nên cái bệnh tật, bất hạnh và gì mất mát cho gia chủ. Theo phong thủy học cổ xưa, thì cây xương rồng là loại thực vật dễ sống trong cái mọi hoàn cảnh. Nó sẽ phát huy tác dụng trong cái trường hợp ngôi nhà mà vừa bị hỏa hoạn hoặc là gì vừa có tang. Cái sức sống mãnh liệt của loại cây này thì sẽ làm cho giảm âm khí và xua đuổi cái tà ma. Do đó, cây xương rồng bị liệt vào danh sách những cái vật trưng bày mà xui xẻo trong ngôi nhà. Nếu bạn là người yêu thích cái loại cây có sức sống mãnh liệt này thì tốt nhất nên đặt chậu cây ở ngoài cửa hoặc là ngoài ban công. Thứ ba là đồ vật không có rõ lai lịch. Những loại đồ vật mà không rõ lai lịch thì cũng không nên tùy tiện bày đặt trong nhà. Ngoài ra còn không ít những đồ vật bị đào trộm từ các ngôi mộ mà người xưa chôn cất theo cái phương pháp thổ tang. Đại đa số đều chết vì bệnh tật, và những cái vi khuẩn gây bệnh này thì không ít loại đã không bị tiêu diệt. Ngay cả trong điều kiện thổ tang thì sẽ ám vào những cái đồ vật cổ. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái vật phẩm mang lại cái may mắn và cát lành mà các bạn nên sử dụng treo ở trong nhà. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Xin cảm ơn.